Các bạn thân mến, năm 2005, từ mong muốn đem tới cho những thính giả của chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả những thông tin âm nhạc trên nhiều miền đất nước, được sự ủng hộ của lãnh đạo hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3, nay là Ban Âm nhạc, tôi đã mở chuyên mục Cửa sổ âm nhạc. Qua trang YouTube của tôi, các bạn đã nghe nhiều chương trình Cửa sổ âm nhạc do các cộng tác viên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nhiều nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Nguyên, Đà Nẵng thực hiện. Chỉ với thời lượng từ 7 đến 10 phút mỗi tháng, nhưng chuyên mục đã đem tới những sắc màu âm nhạc mới, phản ánh kịp thời đời sống âm nhạc đang diễn ra trên nhiều vùng miền đất nước, cũng như giúp thính giả hiểu thêm về những con người và công việc thầm lặng của những người làm báo nói. Trong những ngày tháng 9 này, hướng về kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời các bạn cùng Ánh Quyên nghe những tâm sự của nhạc sĩ Phan Long, phóng viên Nguyễn Thông và chú Hùng, một kỹ thuật viên, những người đã gắn bó gần 40 năm với cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh qua cửa sổ âm nhạc của chương trình Yêu Cầu Thính Giả, đã phát sóng ngày 7 tháng 9 năm 2006. Chuyên mục do cộng tác viên, biên tập viên, phóng viên Phương Huyền, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Phương Huyền xin thân chào chị Ánh Quyên cùng tất cả những thính giả đang theo dõi chuyên mục Cửa sổ âm nhạc. Thời gian qua đi thật nhanh phải không thưa quý vị? Và không biết từ bao giờ Phương Huyền lại luôn mong mỏi điều đó, được gặp lại những thính giả thân thiết của Cửa sổ âm nhạc, được kể cho quý vị nghe về thành phố Hồ Chí Minh, về những hoạt động âm nhạc ở thành phố khiến Phương Huyền cảm thấy rất vui. Thưa quý vị, để có được những thành công như ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm cùng với sự biến đổi của đất nước. Cũng như tất cả phóng viên, biên tập ở phía Bắc, những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đài thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cống hiến một phần không nhỏ của mình cho sự tồn tại và phát triển của đài. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, Phương Huyền mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với họ, những phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm cái nghề báo nói này thì nói thực ra là nó chẳng giống ai. Mắt thì phải nhìn, tai thì phải nghe, mồm thì nói, chân thì chạy, tay thì xách máy, xách mình. Nó không giống một cái con người nào trên phóng viên làm ở đài và là nó vất vả lắm. Chỉ mấy lời ngắn ngủi của nhạc sĩ Phan Long cũng đã cho chúng ta thấy được nỗi vất vả của người làm báo, đặc biệt lại là phóng viên làm báo nói. Anh Nguyễn Thông, phóng viên Ban Thời sự cũng tâm sự. Bất cứ phóng viên nào cũng vậy, cũng đòi hỏi là sự nhanh nhạy và tiếp cận thông tin nhanh. Nhưng mà riêng đặc thù của đài phát thanh thì đòi hỏi phải nhanh hơn, tại vì thông tin đưa lên đài phát thanh là thông tin đưa theo từng giờ. Khi mà tiếp cận cái thông tin đó thì anh chị báo phát ngày mai thì báo nó mới ra, nhưng mà phát thanh thì phải phát liền ở trong ngày. Vì vậy cho nên là mình nghĩ rằng phóng viên phát thanh thì phải nói là vất vả hơn với các thể loại khác. Phương Huyền rất hiểu những điều mà anh Thông chia sẻ. Là phóng viên, khó khăn lớn nhất vẫn là những lúc đi tác nghiệp. Chính vì điều đó mà phóng viên đài phát thanh luôn luôn phải cố gắng hết mình qua nghiệp vụ, qua cách thể hiện trên những bài viết. Tuy nhiên, khác với truyền hình thì hầu hết những phóng viên, biên tập viên của đài phát thanh được ít người biết đến. Chỉ qua giọng nói, qua cách thể hiện mà họ yêu mến, quý trọng. Đặc biệt, với kỹ thuật viên thì dường như cả một đời họ âm thầm cống hiến, cả một đời miệt mài trong một góc phòng chăm chút cho những đứa con tinh thần của anh chị em phóng viên. Thầm lặng như thế, bình yên như thế, nhưng không phải họ không gặp những khó khăn. Mà cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, họ là những người phải đương đầu nhiều nhất với những thay đổi đó. Trò chuyện với Phương Huyền, chú Hùng, một kỹ thuật viên lâu năm của đài đã tâm sự. Cái chính ngày xưa thì là các chú là đào tạo cơ bản là cũng không được bao nhiêu. Thế thì qua mình phải tự vận động, rồi mình phải tự học hỏi, rồi mình phải tự tìm hiểu để mà đáp ứng được cái công việc. Nhất là cái giai đoạn mà khoảng mười mấy năm là trở lại đây thì cái công nghệ của kỹ thuật nó phát triển lên. Đó như chú bây giờ là chú theo không kịp. Bây giờ mình cũng phải học, nhưng mà học các kiểu đấy, học trường, học lớp, thì học sách vở, rồi học thực tế. Khi mình chỉ đi tham quan rồi mình xem người ta cách làm một cách sơ cái là mình về được mấy lần rồi, để nắm bắt được người đó rất khó. Với sự hy sinh thầm lặng đó, biết bao nhiêu sản phẩm đã ra đời, và cũng có không ít bài hát được thu tại phòng thu của chú Hùng được thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh yêu mến. Và sau đây mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy, bài hát Quê hương tuổi thơ tôi
do chính ekip biên tập, kỹ thuật tại cơ quan thường trú thực hiện. Bài hát được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Quang Linh. Với những người đã gắn bó hơn 30 năm như chú Hùng, như nhạc sĩ Phan Long, những bước chuyển mình của đài đều để lại trong họ những ấn tượng sâu sắc. Họ luôn hòa mình vào công việc, luôn coi công việc là niềm vui, là động lực để họ bước tiếp. Còn đối với những phóng viên trẻ tuổi như anh Nguyễn Thông, thì tình yêu đối với nghề báo, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã gắn bó anh với công việc. Và với họ, niềm hạnh phúc thật giản đơn làm sao. Kỷ niệm đáng nhớ của tôi là những cái lúc mà mình đi đến các cái vùng xa xôi hẻo lánh ấy, bà con cũng có thể người ta đã nghe tên ông Phan Long rồi, nhưng mà người ta nghe thông thoảng, nghe quen quen vậy thôi, không biết là ai. Nhưng khi hát bài hát của tôi lên, người ta không gọi tôi là Phan Long nữa. Ví dụ người ta thích một cái bài mẹ của tôi chẳng, thì người ta bảo ô ông này là ông mẹ đấy này đó. Thế đấy là một cái phần thưởng rất là lớn. Kỷ niệm mà thì vui cũng có mà buồn cũng có. Mình làm với cái nghề phát thanh ấy, thì mình cảm thấy những khi mà bài viết xong á được phát trên đài á thì mình rất là vui. Có nghĩa là cái đứa con mình tự sinh ra thì được người khác người ta tiếp nhận quá, ta cũng hiểu qua được, người ta cũng biết cái con mình nó như thế nào. Công việc của đài chú thì chú rất là say mê với công việc của mình. Cái này mọi người cũng đã nói rất nhiều rồi, mà hình như là cái lứa của các chú thì cũng đều có một cái ấn tượng đó, tức là cái thời mà Hà Nội B52. Thì lúc đó thì là trong cái hoàn cảnh chiến tranh ác liệt như thế, thì ai cũng rất là hăng say sưa với công việc mà cũng rất hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vâng, thưa quý vị, niềm vui của họ thật giản đơn, đó chỉ là mang những đứa con tinh thần của mình đến với xã hội. Và những vất vả, hy sinh của họ cũng đã được ghi nhận. Một thính giả cho biết.
Cuộc sống Sài Gòn có rất nhiều cái trò để giải trí, ví dụ như là lên mạng hoặc là nghe nhạc trên mạng hoặc là coi TV hoặc là mình đắm chìm vào những cái cuộc đi cà phê hay bar gì đó. Nhưng mà khi mà mình về nhà đêm khuya hoặc là những buổi trưa đó thì mình cũng thường hay mở Đài Tiếng Nói Việt Nam, tại vì mình rất là thích một số chương trình ở đó, chẳng hạn như là chương trình ca khúc dành cho thiếu nhi hoặc là kể chuyện đêm khuya đó. So với truyền hình thì đài cũng có những cái lợi thế rất là riêng, ví dụ như là làm cho độc giả cảm nhận tốt hơn về ngôn từ và cảm thấy là mình tâm hồn mình lắng lại. Những lời tâm sự của vị thính giả trên cũng chính là món quà tinh thần ý nghĩa nhất gửi đến anh em trong đài. Phương Huyền tin rằng sự tin yêu của quý vị thính giả sẽ là động lực mạnh mẽ nhất giúp họ bước tiếp trên con đường còn nhiều khó khăn. Và đến đây thì thời gian dành cho chuyên mục của chúng ta cũng không còn nữa. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe sáng tác Lời Yêu Gửi Nọ của nhạc sĩ Phan Long do ca sĩ Hương Giang trình bày. Bài hát này nhạc sĩ đã viết nhân đợt đài phát động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm giải phóng Điện Biên. Lời là lời.